Hello nha, chào người nha, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình là từ từ đường phố đây, rất vui mọi người nha. Từ ngày mới rất thoải mái và thư giãn xem clip của mình, các bạn thấy video mình hay và đừng quên like và share mình trên kênh như đăng ký không phải mình, chỉ cảm ơn bạn rất nhiều. Anh thằng mấy anh em đó cả bộ khiển chiến nên chỉ cái shop nha, shop mình có để phần mô tả cũng như phần bình luận của video, anh em có ủng hộ bạn con nạc. Ok, quay trở lại video hôm nay, tiếp tục đua top ở server 804. Việc đầu tiên trước khi vào video hôm nay thì mình phải nói qua với anh em đó là hôm nay chúng ta quen cuối tuần này sẽ có tiêu thể lực nha các bạn nhá. Chứ mà hôm nay cuối tuần này sẽ có tiêu thể lực. Nhận quà nào. Ok, để xem nào, Evan cuối tuần này có gì hot không? Có là Payton này. X10 hôm nay là Hechan, điểm qua Evan trước vậy. À đây rồi các bạn. Đá bí ẩn này. Uầy, đúng mình đang cần luôn. Nhưng mà giờ tiêu thì phí nhỉ. Em có gì để tiêu không? Quan trọng là phải tiêu vào cái vấn đề gì đó các bạn. Mình cũng đang cần đá bí ẩn để tiến hóa lốt cháu. Đây là Theos. Skin đang cộng dở nữa, cộng skin cho nó. Giờ thì mỗi ngày vẫn phải đi chăm chỉ đi mua PK, đi mua mảnh Acer đây này. Hai hôm nay mấy hôm nay thì phải từ cái hôm bảo trì các bạn. Hôm qua mình cũng chỉ làm nhiệm vụ sơ sơ thôi, chưa đi được tổ đội linh tinh gì hết. Hai ngày hôm nay đang để bơ cho nó. Hôm nay thì bắt đầu lại quay lại cày cuốc con hàng ngày tiếp tục và làm clip cho anh em xem luôn. Các bạn cứ nói nhá, nếu mà anh em không thích xem nói mình thì mình biết, mình có thể đổi chuyển tiêu đề. Nhiều khi các bạn bơ mình buồn lắm. Ok, quà hot cuối tuần này lạp 5 ngày nhận được Nikon Rock này. Quà thì mình vừa kéo ra rồi. Đấy, cuối tuần này có bán đồ nâng cấp vòng tay Mega đấy này, rồi bán Rotom này. Có khi làm tí Rotom được các bạn. Làm 2k Rotom được ấy nhỉ. Hợp lý đấy, làm phát thôi, làm nhẹ cái Rotom đi. Khỏi dài dòng. Đấy, lên cấp 15. Nhận quà. Cũng gần lên cấp rồi đấy. Em vẫn đổi của tuần này. Uầy, Nuza cộng hưởng này. Nuza bá chủ. Uầy, Nuza bá chủ đổ có xuất hiện rồi à. Cái mình chưa đủ các bạn ạ. Hechan này, đồ đeo cho Hechan này. Uầy, bá chủ. Uầy, ngon này, 100 mảnh thường các bạn được một viên đá ấy này. Ui, 300 mảnh thường được một bộ đá truyền này. Ngon. Đây, 300 mảnh thường được một bộ đá truyền nha anh em nhá. Hai bên này thì các bạn nhìn kỹ này, hai bên này xong. Cuối tuần này có tiêu thể lực nữa mà. Hết rồi à? Ồ, hết rồi. Nạp tiền chọn quà AB. Ui, deck HO chính thức xuất hiện này các bạn này. Deck HO tái xuất tại Việt Nam rồi nhá. Đấy, deck HO tái xuất. Với giá đó là 50k, 50k thì lại là 5 triệu, 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi các bạn. Công viên có xác nha, cuối tuần này có cả công viên có xác nữa. Đấy, anh em tranh thủ quầy làm thứ nhờ. Nhận điểm đó các bạn. Này. Hôm nay thứ 6 rồi. À vẫn kịp bạn, nhà này vẫn kịp. Cày hôm nay nữa là vẫn kịp thừa để pull, vẫn thừa kịp. Thôi thì đằng nào cũng mua rồi các bạn, hôm nay tiêu luôn đi. Đằng nào mình cũng mới mua thể lực nữa là đủ rồi. Đấy, nhận đá bí ẩn về. Sẽ được bao nhiêu đá bí ẩn rồi? 80 rồi các bạn. Thôi thì được bao nhiêu bù bấy nhiêu, được bấy nhiêu thôi. Up phát được chiến nữa này. Đấy, mấy hôm rồi không nâng cho nó. Đấy, giờ xem toàn tem bây giờ lên bao nhiêu rồi. 2.700, 2.800 rồi các bạn. Uầy, 500 này. Đấy, hôm nay đột phá cái này lên level 500 luôn. Nhận thêm kim cương. Đấy, thêm kim cương cái chắc. Võ đài này, mấy hôm không lâng này. Mình còn chưa tẩy luôn các bạn. Rồi kệ lâng đi, hôm nay lâng dòng đép này ra đi. Tí chưa còn tẩy sau, còn mười mấy ca đấy để chưa mình tẩy sau vậy. Vòng tay Z. lâng cũng được lên level đấy các bạn. Uầy, mấy hôm không cày tích tài nguyên giờ vào lâng, ấy không cần đủ thôi chứ đừng lên. Mấy hôm tích tài nguyên giờ vào lâng cũng sướng tay các bạn. Túi đồ đây, 25 dương này. Dùng. Đạo cụ đột phá. Vật phẩm hiếm. 42 cánh mì mà. Nhưng mình vẫn tích thêm thể lực nhá, anh em tranh thủ tích thêm. Đây mình đã còn 600 điểm thể lực lên này. Đó. Ok, xem nào. Mà nó mới mở, mình chúng tôi đủ này vào.
cuối cùng xem tỏa sáng nữa bạn, cuối tuần này xem tỏa sáng có cháu nào không. Có Richie này, Richie này. Uầy con rồng, nhưng mà rồng mình không chơi nữa. Ok, sương sương vậy thôi, giờ mình cày cuốc đây nha, có gì hot mình sẽ quay các bạn coi. Đấy, giờ cày đây nha. Ok, vậy là mình cũng đã cày cuốc xong nha mọi người. Lại cơ bản cũng hốt quà hốt kiếp xong hết rồi. Thể lực thì hôm nay không dùng, mình cũng bảo anh em rồi, cố gắng tích nha. Đó, anh em cũng cố gắng tích. Thế nào? Làm nhiệm vụ cái nào cho nó pull điểm ăn mốc 600 đi. Hai hôm nữa ăn mốc 1000 luôn. Ngày mai tiêu thể lực được thêm một bộ đá chuyền. Ui nhưng mà tối tuần này đến ngay anh em kiếm được 3. Quay lên thần cũng có được có 54 điểm rồi các bạn. Năm mốt điểm này. New. Ok, xong dòng crit rồi. Xem thử đây nào. Uầy. Uầy. Tại kiểu này muốn đói, muốn nuôi người luôn á.
Trời, nó nghĩ sao mà cái chỗ này tẩy nhìn phê thật sự luôn. Rồi, cuối cùng cũng nó cũng lên được hiếm rồi các bạn. Đấy, nó cũng lên được hiếm rồi. Ui, khó khăn thế. Đấy, có một dòng thôi mà làm khó nhau thật sự luôn á. Mười điểm, 45 điểm. Nào, ra được ra dòng nào ngon ngon luôn nào. Crit này, 45 điểm. Rồi, lên thần rồi các bạn. Cuối cùng cũng đã lên thần. Còn 5k lực chiến nữa là lên được lực chiến cao rồi. 5k nữa, một câu chuyện dài đấy. Cố lên, cố lên nào. Sắp đủ rồi. Tại cho bằng đủ thôi các bạn. 10 phát nào. X 10 phát nữa. Bỏ đi. Thực ra thì các bạn có thể tải các cái dòng các bạn chưa tải như thế này. Đó, nó cũng sẽ tăng được chiến cho anh em mà. Đó, các bạn có thể tải các dòng này. Rồi, thêm một cái nữa. Đó, vậy là lên được 28 triệu tròn nhá. Ui, số tròn đẹp nhờ. À, nẻ ra 18 các bạn. 28 triệu 0000 nẻ ra 18k. Thú vị thật sự. Điều rồng credit cho cháu này lên nữa. Nẻ ra 670. Ok, clip này thì chắc cũng chẳng có gì. Mấy hôm nay thì đấu PK đây các bạn. Top 15. Tình trong anh em trong server là cũng không có biến động nhiều. Nhưng mà giờ đi form thế lực giác đấy, tí nữa mình quên đấy. Được cái bữa nay có phép đoàn rồi các bạn. Đây, có câu cá. À, có đèn thờ phụng nữa này. Được con nhỏ đấy. Có đèn thờ phụng này đấy, được 75 kim cương kìa. Ô, toàn vàng nhỉ. Ôi, toàn vàng. Đèn đây, đèn đây. Phòng chăn nuôi đặt vào cái thức ăn phòng chăn nuôi này, các bạn thể đi mua nhá. Thế mấy anh em có ai mà cho anh em hỏi thì mình cũng nói luôn, các bạn thể mua đâu thì còn phải chỉ nữa thì mình thôi đấy. Các bạn vào shop phe đoàn á, shop phe đoàn nó có bán này, shop phe đoàn này đây đây, các bạn mua nó cũng rẻ đó mà, không bao nhiêu hết á, anh em mua thừa sức à. Đó, mua nha. Ok thôi, clip này chắc mình cũng xin phép kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, chúc anh em xem video và đừng quên like và share để ủng hộ channel. Cảm ơn bạn nhiều. Tạm biệt nha. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo. Bye bye. Tạm biệt.